bạn trai bỏ Hờ Hèn Nie, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang ly hôn và loạt đời tư được phơi bày ở Chị Đẹp. Hoạt động showbiz lâu năm, những nghệ sĩ nữ tham gia Chị Đẹp đạp gió trẻ sống 2023 không khó khăn khi trải lòng với nhau. Nhiều câu chuyện chưa bao giờ được họ chia sẻ với truyền thông lần đầu xuất hiện trong game show này. Các chị đẹp sẵn sàng tâm tình chuyện đời tư. Hiếm có chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nữ nổi tiếng như Chị Đẹp đạp gió trẻ sống bản Việt. Với 30 gương mặt, 30 tính cách, khán giả không chỉ được thưởng thức những sân khấu nghệ thuật tranh đấu mà còn những câu chuyện đời tư hiếm khi được tiết lộ. Sau mỗi vòng công diễn, các nghệ sĩ đều có khoảng thời gian tụ hội, kết nối với nhau. Hoa hậu Hờ Hèn Nie tiết lộ về mối tình đầu tan vỡ khiến cô xúc động. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 nói bạn trai chủ động cắt đứt tình cảm, cô nặng lòng khoảng thời gian dài và khó có thể quên được. Tôi ế thời gian dài. Sau khi thi Hoa hậu được một năm, tôi có người yêu năm 27 tuổi. Đó là tình đầu nên nhiều cảm xúc. Cả hai yêu nhau được 3 năm, tôi không muốn nhớ đến nhiều. Một phần tôi không có kinh nghiệm yêu đương nên có thể cả hai không hiểu nhau. Tôi không biết tại sao người ta chia tay. Tôi buồn chạm đáy thời gian dài nhưng không vượt qua, Hờ Hèn Nie nhớ lại. Mối tình không thành ở tuổi 27 khiến Hờ Hèn Nie khó nguôi ngoai. 3 năm là khoảng thời gian họ ở cạnh nhau nhưng Hờ Hèn Nie không muốn nhắc đến. Cô rớm nước mắt khi kể về những cảm xúc đã qua. Thông qua đó, người đẹp 32 tuổi nói cô vẫn đang độc thân, chưa mở lòng với ai vì vẫn còn nặng lòng với người cũ. Sau scandal của Hồ Hoài Anh ở nước ngoài, Lưu Hương Giang cũng chịu ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Sự hiện diện với tư cách thí sinh trong show Chị Đẹp khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. Thời gian qua, nữ ca sĩ kín tiếng, chỉ chia sẻ hình ảnh liên quan đến con cái. Vòng công diễn 4, cô thừa nhận tâm trạng xáo trộn. Tinh thần đi xuống. Đồng đội cũng nhận ra điều này ở Lưu Hương Giang. Giọng ca đừng ngoảnh lại tâm sự với Phương Vi đã dành thời gian lui về hậu trường khi có gia đình nhưng vẫn yêu âm nhạc, yêu nghề. Tinh thần cô bị ảnh hưởng, sau khi cân nhắc, ca sĩ quay trở lại luyện tập. Diva Hồng Nhung cho rằng tiết mục Hương Ngọc Lan mang ý nghĩa các chị đẹp cùng nhau chia sẻ khó khăn với Lưu Hương Giang. Tiếc thay, dù được công chúng đánh giá tốt, Hương Giang vẫn phải ra về sau công diễn 4. Nữ ca sĩ tiếc thời gian đẹp khi dừng cuộc chơi và nói sẽ dành nhiều thời gian ở bên gia đình. Trước đó, Diva Mỹ Linh vô tình tiết lộ mối quan hệ hiện tại giữa vợ chồng Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh. Trong dòng tâm sự, Diva nói Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh quyết định làm bạn, cùng nhau chăm sóc con cái. Khi đó, tôi nhìn Giang, ánh nhìn thay cho câu hỏi. Giang bảo chúng em quyết làm bạn, cùng nuôi dạy các con nên người. Giang cười nhưng mắt vẫn buồn, Mỹ Linh cho hay. Tâm sự với các chị đẹp, Lưu Hương Giang đặt ra giả thuyết nếu thích một người nhưng nhận thấy mối quan hệ không đi đến đâu, cô sẽ kìm lại. Ca sĩ thừa nhận mình mong manh, nhiều nỗi lo. Nhiều câu chuyện đời tư của các chị đẹp khác được chú ý, Phương Vi Idol bật khóc khi nhắc đến nỗi ám ảnh về vóc dáng. Khoảng thời gian sau sinh, cô nhận nhiều nhận xét tiêu cực gây tổn thương tâm lý, có người so sánh cô với Happy Pola. 7 năm trời, cô có xét đi hát vì sợ bị miệt thị ngoại hình và chỉ mong đừng ai chụp hình mình đăng báo. Về Diệp Lâm Anh, cô bất ngờ chia sẻ căn bệnh trầm cảm cười mà bản thân đã mắc phải khi trải qua nhiều chuyện trong thời gian gần đây. Cô khóc nức nở và được các chị đẹp an ủi, nói khóc được là tốt. 30 chị đẹp đã hành xử với nhau ra sao trước sóng gió drama? Hành trình của chị đẹp đạp gió trẻ sống trôi qua không mất yên bình mà xảy ra nhiều tranh cãi, bất hòa giữa các nghệ sĩ. Tuy vậy, không thể phủ nhận chương trình đã gây tiếng vang nhất định. Được nhiều khán giả đón nhận, mang đến làn gió mới cho game show Việt. Là người ẩn ý về chuyện xuất hiện nhân vật chơi xấu mình trong show, Lệ Quyên vẫn khẳng định tình cảm chị em giữa các nghệ sĩ vẫn rất tốt, để lại cho cô kỷ niệm đẹp, vui vẻ. Có nhiều điều xảy ra. Cá nhân tôi đã có nhiều chuyện rồi, đừng nói tập thể. Nhưng phần lớn đó là cảm xúc tuyệt vời. Tất cả những gì mọi người thấy trên sân khấu là thật, sự vui vẻ, yêu thương, Lệ Quyên nói. Trong lần phỏng vấn với Tiền Phong, Phạm Lịch cũng khẳng định các nghệ sĩ có nhiều khoảnh khắc vui tươi, quan tâm, dành tình cảm cho nhau. Cô xúc động khi nhận được lời động viên từ Diva Mỹ Linh. Tôi thương cái lịch nhất. Diva Mỹ Linh hay dành những lời mật ngọt gửi đến các thành viên cùng đội và dàn nghệ sĩ góp mặt trong chương trình.
nhìn ngắm các chị em tập luyện say mê, những giọt mồ hôi và cả những giọt máu hồng rơi xuống vẫn không làm cho những nụ cười của các chị bớt tươi đi. Mình thấy thương yêu các chị em, thấy cảm động vô cùng. Các nghệ sĩ từng chia sẻ những gì khán giả thấy trên màn ảnh chưa chắc đã là sự thật. Họ vẫn phối hợp, dành tình cảm tiếp sức, ủng hộ phía sau ánh đèn sân khấu trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.